Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với em mình cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Oli chốt ngay kế hoạch chuyển nhượng sắp tới của MU. MU tạo đột phá, bom tấn sắp kích nổ tại Old Trafford. MU bí mật chiêu mộ hậu vệ hay nhất Brazil và còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác. Sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem. MU tạo đột phá, bom tấn sắp kích nổ tại Old Trafford. Các cổ động viên Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ chứng kiến đội nhà chào đón tân binh tiếp theo. Sau khi hoàn tất chữ ký của Donny van de Beek trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man United tiếp tục lên kế hoạch tăng cường thêm nhân sự. Theo đó, Jadon Sancho vẫn là phương án số 1 của Quỷ Đỏ thành Manchester để gia tăng sức mạnh cho hành lang cánh phải. Thương vụ này khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực trong thời gian qua. Truyền thông cho rằng Dortmund đã yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên đến 108 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế rào cản khiến bom tấn mang tên Sancho chưa thể kích nổ chính là vì mức lương dành cho ngôi sao 20 tuổi và cả tiền hoa hồng cho người đại diện quá cao. Thế nhưng mới đây, phóng viên Dan Smith Stats của Sky Sports tiết lộ, thương vụ này trong 24 giờ qua đã có những bước tiến triển tốt, và đó là tin vui cho người hâm mộ Man United bởi các vấn đề về phí đại diện cùng điều khoản cá nhân gần như đã được thông qua. Chúng tôi hiểu rằng Man United vẫn rất kiên quyết không trả quá nhiều cho một cầu thủ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 2-3 tuần qua, Man United không đưa ra lời đề nghị nào cho Dortmund vì họ cần giải quyết chi phí hoa hồng cho người đại diện và những điều khoản cá nhân khác của Sancho. Dường như đã có bước đột phá trong cuộc đàm phán lần này. Ole chốt ngay kế hoạch chuyển nhượng sắp tới của MU. Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nhận định Man United vẫn hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng dù đã chiêu mộ thành công Donny van de Beek. Theo báo chí xứ sương mù, Quỷ Đỏ xem tài năng trẻ Jadon Sancho là mục tiêu số 1 ở mùa hè năm 2020. Bên cạnh đó, hậu vệ trái Real Madrid Sergio Reguilón cũng lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Phát biểu với BBC Five Live, Ole cho hay: "Chúng tôi luôn suy nghĩ tìm cách để nâng cấp bổ sung đội hình này. Man United mong muốn tìm kiếm những cầu thủ đẳng cấp, chất lượng, có cá tính và tiêu chí phù hợp. Mùa hè năm nay thật kỳ lạ bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Điều đó gây ảnh hưởng rất lớn lên kế hoạch chuyển nhượng, bóng đá nói chung. Các câu lạc bộ không thể vung tay quá chán, tiêu hàng đống tiền. Tôi không bao giờ đặt cho mình mục tiêu như ghi 20 bàn mỗi mùa khi còn là cầu thủ. Bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tiến lên từng ngày một. Tôi tin vào hướng đi của Man United thời điểm hiện tại. Đội bóng đã giành quyền tham dự Champions League, nhưng chúng tôi luôn khao khát một danh hiệu cụ thể. Việc gắn kết nhiều cầu thủ mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Man United sẽ tiếp tục bổ sung những cầu thủ chất lượng và phù hợp", Ole kết luận. Xung quanh thương vụ Van de Beek đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Cựu danh thủ Arsenal Paul Merson nhận định Man United đã quá vội vàng trong việc chiêu mộ Donny Van de Beek. Merson bình luận: "Quỷ Đỏ nên mang về sân Old Trafford một trung vệ hàng đầu thay vì đầu tư 40 triệu bảng cho tiền vệ người Hà Lan". MU bí mật chiêu mộ hậu vệ hay nhất Brazil. Liên tiếp bị Real đưa ra yêu sách trong thương vụ Sergio Reguilón, MU quyết định chuyển hướng sang hậu vệ trái hàng đầu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Thời gian qua, giới truyền thông loan tin MU chuẩn bị nổ bom tấn tiếp theo ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2020 mang tên Sergio Reguilón. Hậu vệ trái thuộc biên chế Real Madrid khoác áo Sevilla dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2019-20 và thi đấu vô cùng xuất sắc. Chính vì vậy, Quỷ Đỏ quyết tâm chi tới 27 triệu bảng để sở hữu anh. Tuy nhiên, trang Manchester Evening News dẫn nguồn tin từ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ, Real vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Reguilón. Thậm chí, đài phát thanh Cope cho biết Real còn đề nghị thòng thêm điều khoản mua lại cầu thủ 24 tuổi, còn MU có vẻ như không chấp nhận điều này. Trong bối cảnh mùa giải mới sắp khởi tranh, MU dường như không cam chịu rơi vào thế bị động và có màn lật kèo đầy bất ngờ. Trang Abola của Bồ Đào Nha đưa tin, đội chủ sân Old Trafford đã bí mật đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trái thuộc biên chế Porto, Alex Telles của Porto, thay thế cho Reguilón. Thậm chí, người đại diện của cầu thủ 27 tuổi bị phát hiện có mặt ở Anh hôm 8 tháng 9. Alex Telles từng khoác áo Grêmio, Galatasaray, Inter Milan trước khi cập bến Porto vào mùa hè năm 2016, cùng đội bóng này giành hai chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Anh cũng được bầu chọn là hậu vệ trái xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Brazil, hậu vệ trái hay nhất Brazil năm 2013. Hai lần lọt vào đội hình tiêu biểu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Porto năm 2018. Những chiến tích đó quá đủ để thuyết phục MU chi tiền mang Alex Telles về tới sân Old Trafford. Hồi đầu năm, nhiều thông tin cho rằng Chelsea cũng đã quan tâm tới Alex Telles nhưng không tham nổi mức phí 40 triệu euro mà Porto yêu cầu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, đội bóng Bồ Đào Nha không thể đòi hỏi số tiền lớn đến vậy bởi Alex Telles sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2021.
Động thái dứt khoát lật kèo Real Reguilon để tập trung vào thương vụ Alex Telles cho thấy MU rất khẩn trương trong việc tăng cường sức mạnh hàng thủ. Từ khi thị trường chuyển nhượng hè năm 2020 mở cửa, đội chủ sân Old Trafford mới mang về tân binh Donny van de Beek và hoàn toàn bế tắc trong những thương vụ khác. MU dừng săn tiền đạo khủng vì Martial. Anthony Martial đang thể hiện phong độ ấn tượng khiến huấn luyện viên Solskjaer rất hài lòng, từ bỏ ý định chiêu mộ tiền đạo cắm hàng đầu. MU đã dừng kế hoạch ký kết với tiền đạo cắm hàng khủng bởi nhà cầm quân người Na Uy muốn đặt niềm tin vào thủ công Anthony Martial. Hè năm ngoái, huấn luyện viên Solskjaer từng gây bất ngờ với quyết định bán Lukaku cho Inter và đẩy luôn Alexis Sanchez sang San Siro theo dạng cho mượn. Trong hoàn cảnh đó, ông kéo Martial từ cánh trái đảm nhiệm vai trò số 9 thực thụ. Thi thoảng, Rashford đá cặp nhô cao cùng Martial trên hàng công của Quỷ Đỏ. Đáp lại sự tin tưởng từ ông thầy, chân sút người Pháp đã chơi mùa giải hay nhất sự nghiệp với 23 pha lập công. Phong độ cao mà Martial thể hiện giúp anh được gọi trở lại tuyển Pháp sau 2 năm vắng bóng. Gần như ngay lập tức, tiền đạo 24 tuổi ghi dấu ấn với một bàn thắng cùng pha kiến tạo trước Croatia tại Nations League. Vấn đề tính ổn định và tâm lý của Martial đã được giải quyết khi anh đang chơi bóng với niềm say mê hứng thú. Hồi đầu năm, MU từng liên hệ chuyển nhượng Erling Haaland nhưng rốt cuộc, chân sút người Na Uy đã chọn Dortmund là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Báo chí Anh cũng loan tin, Quỷ Đỏ hỏi mua cả hai tay săn bàn đã khẳng định được năng lực ở ngoại hạng Anh là Harry Kane và Raúl Jiménez nhưng bị hét giá quá cao chót vót. Tuy nhiên, nỗi lo tiền đạo cắm đang được dẹp sang một bên. Emian cho hay, Solskjaer sẽ gửi chọn niềm tin vào Martial trong tương lai. Thế nên, MU sẽ chỉ tuyển thêm một tiền đạo dự phòng trung bình khá khi Odion Ighalo trở lại Trung Quốc. Hai cái tên mà đội bóng nước Anh nhắm đến là Joshua King và Moussa Dembélé. Chelsea tự tin thách thức ngôi vương. Chelsea gây ấn tượng nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2020, đầy tự tin hướng đến ngôi vương Premier League. Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2020 là cuộc chơi riêng của Chelsea với những bản hợp đồng ấn tượng. 200 triệu bảng đã được Chelsea bỏ ra trong cuộc cách mạng nhân sự mà Frank Lampard thực hiện dành cho 6 người mới. Đứng đầu là Kai Havertz, bản hợp đồng có giá 72 triệu bảng. Đây cũng là số tiền kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ, ngang với Kepa. Kai Havertz vốn được rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi và cuối cùng Chelsea là kẻ chiến thắng. Hàng công The Blue có hai gương mặt nổi bật, Timo Werner và Hakim Ziyech. Ở hàng thủ, Lampard chào đón hai trung vệ theo dạng chuyển nhượng tự do, Malangsa và Thiago Silva, bên cạnh bom tấn Ben Chilwell. Năm ngoái, án phạt của FIFA khiến Chelsea không thể mua sắm. Giờ đây, The Blues chi tiền không tiếc tay để Lampard xây dựng đội hình mới, hướng đến vinh quang. Mùa giải 2019-20, Chelsea trắng tay và bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Mặc dù vậy, Lampard thể hiện dấu ấn nhất định về chiến thuật, đặc biệt là sức mạnh tập thể và khía cạnh tinh thần. Chính những dấu ấn ấy giúp Lampard được tin tưởng và ban lãnh đạo Chelsea chấp nhận chi mạnh cho hoạt động chuyển nhượng để hướng đến danh hiệu Premier League. Với Timo Werner, Lampard có vũ khí quan trọng để tìm kiếm bàn thắng. Mùa trước, ông hoàn toàn dựa vào cầu thủ trẻ Tammy Abraham. Timo Werner là mẫu trung phong hiện đại với khả năng hoạt động rộng. Cầu thủ người Đức hoàn toàn có thể vượt qua mốc 20 bàn thắng mỗi mùa giải. Trong khi đó, Kai Havertz giúp đa dạng hóa lối chơi của Chelsea. Cựu tiền vệ Leverkusen đá linh hoạt nhiều vị trí, bao gồm cả vai trò số 9 ảo. Về mặt nào đó, Kai Havertz hứa hẹn trở thành Eden Hazard mới ở Stamford, vừa tổ chức lối chơi và trực tiếp ghi bàn. Ziyech thay thế Willian là giải pháp với những pha xử lý kỹ thuật và tốc độ. Ben Chilwell mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho cánh trái để Lampard linh hoạt giữa các sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ. Sau khi gây ồn ào trên sân cỏ, Chelsea với đội hình có chiều sâu tốt đầy tự tin bước vào cuộc chinh phục vương miện Premier League. Bán hụt 300 triệu bảng, Newcastle tính kiện Premier League. Trong giai đoạn cuối của mùa giải 2019-20, Newcastle suýt chút nữa đổi chủ. Đó là thời điểm thái tử Mohammed bin Salman tính mua lại đội bóng này với mức phí 300 triệu bảng. Tuy nhiên, do thủ tục bán quá phức tạp, phía Ả Rập đã quyết định kết thúc quá trình mua bán. Không thể sang nhượng Newcastle với giá 300 triệu bảng, ông chủ hiện tại của đội bóng này, Mike Ashley tỏ ra vô cùng tức giận. Phía đội bóng vùng Đông Bắc đổ lỗi cho ban tổ chức Premier League cố tình trì hoãn vụ mua bán, khiến Newcastle thiệt hại nghiêm trọng. Dự kiến hai bên sẽ đưa nhau ra tòa nếu không dàn xếp ổn thỏa. Huyền thoại MU tin Ronaldo đã tới 40 tuổi. Ryan Giggs, huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales, huyền thoại một thời của MU đã hết lời ca ngợi đồng đội cũ Cristiano Ronaldo và khẳng định CR7 đủ sức thi đấu tới năm 40 tuổi và chinh phục nhiều kỷ lục. Cách đây chưa lâu, Ronaldo vừa lập cú đúp vào lưới Thụy Điển để nâng số bàn thắng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha lên thành 101.
chỉ kém kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Aidey của Iran 8 pha lập công. Sớm muộn gì, Ronaldo cũng phá kỷ lục đó. Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng sát cánh cùng. Tôi tin Ronaldo sẽ tiếp tục thi đấu tới năm 40 tuổi như tôi ngày xưa, trích lời Wick trên PA. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!